Hello, xin chào anh chị. Hôm nay mình tiếp tục dẫn anh chị đi coi một cái lô đất nền thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Thì đây là cái lô đất nền. Đây, mình đi qua cho anh chị coi được gần hơn. Thì từ từ bên đây qua tới cái mấy nhà này là 10 mét nha anh chị. Đó, qua tới mấy nhà đó là 10 mét. Và chạy vô tới nhà chúng đó là 20 mét. Thì một lô của nó là diện tích nó là 5 x 20 và hai lô. Mặt tiền đường nhựa lớn. Thì cái đường nhựa này là từ cái phía râm này qua bên đó là nó 7 mét. Và nó gần gần cái ngã tư. Đó. Vị trí của miếng đất mà mình từ đây mình đi ra ngoài quốc lộ 62 thì nó tầm là 150 mét nha anh chị. Đi cái hướng này ra quốc lộ 62 150 mét ra quốc lộ. Thì trong cái khu dân cư này thì mình có cái tiện ích như là trường học, trạm y tế. Trường học là có trường mẫu giáo nè, cấp 1, cấp 2. Đó. Và chủ kêu bán cái lô đất này với giá là 450 triệu nha anh chị, một lô. Rồi sau cái video này anh chị nào có nhu cầu muốn sở hữu lô đất này á thì liên hệ cho mình. Mình dẫn anh chị đi coi đất và gặp chính chủ để mà thương lượng giá mua bán nha. Rồi mình xin chào và tạm biệt anh chị nha.